Thưa quý vị thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, nhân dịp giáo sư Bích về miền Nam California. Thì còn chúng ta như vậy là còn hơn 10 ngày nữa thì tới ngày bầu cử năm 2012, bầu cử tổng thống cũng như là bán phần thượng viện và các chức vụ địa phương của cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Cái điều mà chúng tôi muốn phỏng vấn giáo sư Bích là giáo sư Bích nghĩ sao về vấn đề là chúng ta rất là may mắn là được là công dân của Hoa Kỳ và được chọn lựa những người mà ra ứng cử. Mà giáo sư nghĩ là những người ra ứng cử của Mỹ này là có đạo đức, đều là những người đạo đức mới có thể ra ứng cử được. Thì giáo sư nghĩ sao về vấn đề đó? Dạ vâng, trước nhất là lời đầu tiên tôi lại chào anh Ngô Đình Vân cũng như là quý khán thính giả của chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Mỗi một lần về miền Nam Cali tôi lại được cái niềm vui là gặp lại anh Vận cũng như là quý khán thính giả để mà trình bày về một cái vấn đề mà đôi khi nó rất là gần gũi với chúng ta. Đúng là cái tổng tuyển cử năm nay là chỉ còn có hơn 10 ngày nữa thôi. Và ở trong cái cuộc chọn lựa cái người tổng thống ở bên Mỹ đó thì chúng ta thấy nó là một cái tiến trình nó rất là nhiều phê. Nó bắt đầu cả mấy năm trước rồi thì nó đi qua rất nhiều chặng, nó đi qua những cuộc tranh luận 1, 2, 3 rồi để có thêm cả tranh luận giữa các ông ứng cử viên phó tổng thống v.v. Nhưng mà có một cái điều mà ở Mỹ không bao giờ họ quên cả, đó là cái vấn đề cái đạo đức cá nhân của cái người lãnh đạo. Tại vì cái này là vấn đề quan trọng lắm. Nó có những cái vấn đề mà nó chỉ liên hệ đến cái sự quyết đoán của một người mà sẽ làm sẽ quyết định về những cái chuyện chiến tranh hay hòa bình ở trên thế giới. Thế nhưng mà ngoài những cái đức tính như của một người lãnh đạo như vậy thì cái tính cách như một người cha, như một người chồng, như một người với những cái giá trị gia đình nào đó là những cái đều bị người ta soi mói một cách rất là kỹ càng. Dù như chúng ta có nhớ cái đây được mười mấy năm mới có cái trường hợp của Gary Hart, tức là một ông thượng nghị sĩ Mỹ, đúng rồi, ông ra tranh cử tổng thống mà chỉ vì có mỗi một cái hình là ông ấy có một cô con gái ngồi ở trên đùi ông ấy trên một cái app mà nó có tên là Monkey Business, thế là tự nhiên là bay luôn cái tham vọng của ông ấy. Thế thì thành ra là do đó nên năm nay ấy, khi mà nó trở lại cái cuộc tranh cử giữa ông Obama và ông Romney đó thì người ta cũng nhìn vào trong cái tính cách đạo đức của hai cái vị đó. Cả hai người đều là những người mà tiếng Anh nó gọi là family man, tức là rất là yêu quý cái gia đình của mình, giữ được cái gia đình nó là êm thấm. Nó ông Obama thì có hai người con gái, ông Mitt Romney thì có 5 người con trai, vân vân. Nhưng mà họ đều là những người đều dành thời giờ cho gia đình. Ví dụ như ông Mitt Romney chẳng hạn, một năm là ông có dành một số ngày ra để mà đi về thuần túy chỉ gọi là sống với gia đình, để mà trước nhất là củng cố cái tình gia đình, và điểm thứ hai đó là để làm thân, có cơ hội làm thân giữa bố mẹ với lại con cái. Thì ông Obama cũng là một người mà chúng ta thấy mỗi khi đi đâu ấy, thì cũng đi cùng với lại bà vợ Michelle và hai người con gái, mà lúc nào cũng để ở gần để có thể trao đổi với bố mẹ về những cái nhận xét này nọ. Thế thì thành ra là hai cái hình ảnh đó cho thấy rằng là trước hết hai ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vào cái chức tổng thống của Mỹ cho nhiệm kỳ 2013-2017 đó thì đều là những người mà tiếng Anh nó gọi là family man, và đều được người ta tôn trọng là những người có cái đạo đức đáng kính. Vâng, dạ thưa giáo sư có nghĩ rằng thì những người ứng cử ở Mỹ ấy, thì bắt nghĩa là phải nói là phải có một đời sống đạo đức, và có nói là đạo đức nhất thế giới là đằng khác đó, bởi vì
cử tri ở bên này cũng như báo chí ở bên này mà thấy hơi một cái gì lấn cấn, hoặc là mèo chuột, hoặc là trốn sâu lậu thuế, hoặc là ăn gian nói dối hay cái gì là bị bới ra ngay, thì giáo sư nghĩ ra về những cái chuyện mà cái quyền của cử tri ở Mỹ và quyền của báo chí ở Mỹ thì nó khác với tất cả các nước ở trên thế giới ra làm sao. Nghĩa là ngay cả ở những nước tự do khác, ví dụ như ở bên Úc, bên Âu Châu, thì nó cũng vẫn còn có những cái chuyện là lem nhem về mặt này mặt nọ, nhưng mà riêng ở Hoa Kỳ thì cái chuyện mà cử tri có quyền bới móc, nghĩa là bới ra những cái lỗi lầm để mà chọn lựa những người xứng đáng ra để bầu cử, thì giáo sư Bích nghĩ như thế nào về những chuyện đó? Dạ vâng, thì cái đó nó là một sản phẩm của cái gọi là tự do ngôn luận mà nước Mỹ nó rất là tôn trọng, và đặc biệt nữa là cái đệ tứ quyền của Mỹ, tức là cái ngành báo chí, người ta coi nó như là một cái đệ tứ quyền bên cạnh cái tam quyền, đó là hành pháp, lập pháp và tư pháp. Cái quyền của báo chí và nó đi tìm những cái khía cạnh mà chưa chắc mình đã muốn phơi bày ra đó, thì cái chuyện đó không ai ngăn cản được họ cả, mặc dù là mình có thể rất là phiền lòng. Thế còn cái người cử tri Mỹ đó, thì họ cũng chỉ là cái người họ dựa vào trong những nguồn tin mà họ đánh giá là đáng tin cậy, thì lúc giờ họ sẽ, ví dụ khi đi bỏ phiếu, họ sẽ dùng cái đó để mà họ quyết định rằng là họ bỏ phiếu cho ai hay không bỏ phiếu cho ai. Vẫn biết là ở trong cái chính trị Mỹ đó, thì đôi khi được bầu làm tổng thống rồi, nhưng mà rồi cũng có những cái tình yêu lem nhem này kia, như là ông Kennedy hay là ông Clinton. Thế nhưng mà cái chuyện đó là những chuyện nó ra sau, mà khi mà nó có ra rồi, như trường hợp của ông Clinton thì cũng bị đem ra tòa đàng hoàng, và nếu như hệt một người công dân thường sẽ phải bị, nghĩa là đem ra gọi là đối chất, rồi thì chất vấn đủ cách hết cả. Giáo sư nghĩ làm sao về những cái ứng cử viên ở bên Mỹ này so sánh với một cái nơi mà gọi là không có một tí tự do dân chủ nào, như là những cái ông quốc hội tại Việt Nam, hoặc những cái ông mà tự trong đảng các ông ấy bầu, tư cách thì lem nhem, rồi thì tham lam tiền bạc, tham nhũng, rồi thì vợ nọ con kia, rồi thì mèo chân dài, thì giáo sư nghĩ sao về cái hiện tượng đó? Cái hiện tượng đó thì thực sự cũng dễ hiểu, là tại vì ngay từ cái ông tổ của cái Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Hồ Chí Minh ấy, là cũng có rất nhiều sự lem nhem về đàn bà, về con rơi, về các thứ như kia. Thì thành ra là khi mà ông tổ mà người được trên nguyên tắc là làm theo gương Hồ Chí Minh ấy, thì người ta chỉ theo đúng cái gương ông ấy đưa ra, thì nó sẽ thành cả một cái xã hội như là chúng ta có ngày hôm nay, tức là rất là lem nhem về tất cả mọi việc. Thế còn cái điểm thứ hai nữa là những cái chuyện đó người ta biết cả, như là cái đại hội, như là cái kỳ họp Trung ương 6 vừa rồi đó, họ công nhận là họ làm lầm lỗi, họ công nhận họ làm sai, họ công nhận là tham nhũng, họ công nhận lấy tất cả thứ kia, nhưng mà cuối cùng quyết định là cái gì, là không chế tài. Nhưng mà bởi vì ông kia, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông ấy nói là ông ấy đề cao cái sự tự trọng, thì cái sự tự trọng ấy, giáo sư Bích hiểu về vấn đề ngôn ngữ nó như thế nào? Cái sự tự trọng đấy chắc là cần phải ngồi viết lại cái nghĩa, và viết lại cái định nghĩa, viết lại cái gọi là cái quyển từ điển để tiếng Việt mới dưới thời cộng sản, là tại vì rằng là cuối cùng cái tự trọng nó dựa lên trên cái gọi là anh nào cũng có một cái hồ sơ về anh kia cả. Ví dụ như là chính đảng nó đưa ra một cái hồ sơ 313 trang về ông Nguyễn Tấn Dũng, thì không thể bảo là có người không có cái chuyện gì. Bây giờ ông ấy là ông ấy là đồng chí ích rồi, chứ không còn là Nguyễn Tấn Dũng nữa. Vâng, mấy thì hầu từ xưa đến nay, nghĩa là cũng rất từ lâu rồi, thì rất nhiều những cái thế lực mà ở bên ngoài mà ghét nước Mỹ ở trên thế giới này, thì họ vẫn chủ hiểu nước Mỹ rằng nước Mỹ sẽ chết vì cái nạn kỳ thị chủng tộc. Thế nhưng mà sau cái cuộc bầu cử cách đây 4 năm thì cái hiện tượng mà ông Obama là một người da màu đã được bầu lên, thì kể như là đó một cái liều thuốc chống được cái bệnh AIDS, là cái sự kỳ thị của nước Mỹ rồi. Thì cái chuyện đó là không còn cái chuyện nó giải quyết được cái vấn đề mà gọi là
thế giới vẫn chủ yếu là nước Mỹ chết vì vấn đề kỳ thị màu da nó kia. Thế nhưng mà bây giờ đó, sau khi mà cái vấn đề kỳ thị màu da đã có một cái hiện tượng Obama 4 năm rồi, thì cái vấn đề mà kỳ thị không được đặt ra để mà chọn lựa tổng thống nữa, thì bây giờ đó nó thì chỉ còn là cái chuyện mà tư cách của những tổng thống hoặc là chính sách của các tổng thống. Thì giáo sư Bích nhận xét như thế nào về cái sự sôi động của cái cuộc bầu cử năm nay và nhất là đối với cộng đồng Việt Nam? Dạ vâng. Thực sự thì ở đây tôi xin được nhắc lại một lời của ông Nguyễn Văn Thiệu. Thế là đừng tin những cái gì mà Cộng sản nói và nhìn kỹ gì Cộng sản làm. Thì mình cứ áp dụng cái đó vào trong cái trường hợp nước Mỹ ấy, thì nó có cái tài tình rằng là cái rằng là bao giờ họ cũng chứng minh bằng việc làm. Khi mà bây giờ nó bảo là hết chỉ thị ở nước Mỹ thì cũng chưa chắc người ta đã tin. Nhưng mà khi đã bầu được một ông tổng thống da màu lên thì là lúc bây giờ bắt buộc phải tin ra là nó hết cái chỉ thị chủng tộc, hết cái chỉ thị da màu. Hay là trước khi thời mà ông Kennedy lên làm tổng thống ấy, người ta bảo không đời nào người Công giáo có thể lên làm tổng thống. Đến khi ông Kennedy ông ấy lên thì là tự nhiên không còn ai đặt lại cái vấn đề là bây giờ như, do đó nên ông Romney bây giờ chẳng hạn là lợi tại vì ông là đi theo đạo Mormon. Thì trước kia thì cũng không ai nghĩ là một người theo đạo Mormon có thể lên tổng thống được. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái điều đó nó nằm ở trong cái khả năng của cái nước Mỹ, nó tự điều chỉnh, nó tự nó gọi là cải tiến hóa nó để cuối cùng nó thành một cái xã hội đẹp hơn, hay hơn, tốt hơn. Bây giờ thì chúng tôi chỉ thấy có một cái điểm như thế này là nước Mỹ còn thua thế giới ở một cái điểm là nước Mỹ chưa có phụ nữ làm tổng thống. Vậy thì giáo sư Bích nghĩ sao về vấn đề đó? Thì đúng là chưa có phụ nữ làm tổng thống, nhưng mà có thể nói ra là không ai đặt ra cái vấn đề rằng là nếu bây giờ một người phụ nữ ra tranh cử như là bà Clinton năm 2008 đó, thì không ai đặt cái vấn đề rằng là vì bà là phụ nữ mà bà không thể ra được tổng thống. Đến khi bà thua cũng không ai bảo rằng là bà thua vì bà là phụ nữ cả. Vâng, xin thành thực cảm ơn giáo sư và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc nói chuyện của tôi, chúng tôi với giáo sư Ngọc Bích.